Giới thiệu với các bác cái mã đèn thờ tài lộc nhà ai cũng nên cần 3-4 chiếc cho em nha. Đó, cái đèn thờ này, đèn thờ sử dụng bằng bóng đèn LED bền bỉ, sử dụng vượt trội hẳn so với đèn thông thường các bác nha. Và đặc biệt đèn thờ nhà em sử dụng bằng pin nên nó không có dây dựa rườm rà, vệ sinh bàn thờ rất là tiện luôn các bác nha. Nhanh tay lên số điện thoại và đây cho em thiết kế cổ kính hài hòa cân đối, tăng phần trang nghiêm cho bàn thờ. Và bên dưới mạ vàng cực kỳ là đẹp, là sang luôn, ánh sáng màu đỏ mang lại tài lộc, mang lại may mắn. Bình thường mình mua một cặp này là bao nhiêu? Là 250.000, nhưng ngày hôm nay em tri ân cho các bác với giá 49k một đèn. Mua một đèn em tặng 4 quả pin, mua 2 đèn em tặng 8 quả pin, mua 3 đèn em tặng lại còn được miễn phí giao hàng luôn các bác nha. Đó, nhanh tay để lại số điện thoại vào đây cho em nhé. Cái đèn thờ này mà các bác không mua thì tiếc lắm luôn, tại vì một cặp đèn thờ này bình thường không có giá xả này đâu ạ, bình thường là 250.000. Em nói rồi, ngày hôm nay bán cho 30 bác để lại số điện thoại, mua với giá 49k một đèn thờ. Mua một đèn thờ em tặng 4 quả pin, 2 đèn thờ tặng 8 quả pin, mua 3 đèn thờ vừa được tặng lại vừa được miễn phí giao hàng luôn. Còn bác nào mua 2 đèn thanh toán giúp em 20k tiền ship các bác nha. Ánh sáng nhà em là ánh sáng liên tục không ngắt sáng. Thời gian sáng sử dụng tối đa lên đến 4 tuần mới phải thay pin, nên các bác thoải mái luôn cho em nha. Nhanh tay lên số điện thoại, chốt cho em 2 cái, 3 cái kèm số điện thoại. Bên em đi đơn từ 2 cái luôn các bác nha. Ship là 20.000, mua 3 cái là miễn phí giao hàng. Cứ mua một đèn là được tặng 4 pin. Nhanh tay nào các bác ơi, quá là tiện luôn. Mua cho em để cho ban thần tài, để trong ban thờ, để cho em ngoài miếu rất rất là tiện luôn các bác ạ. Đặc biệt là đèn thờ này nhìn rất là trang nghiêm lịch sự, có mạ vàng cực kỳ là đẹp luôn mọi người nhá. Nhanh tay để lại số điện thoại vào đây cho em, chốt 2 cái 3 cái, bên em chỉ đi đơn từ 2 cái các bác nha. Đó, 49k một cái, đi đơn từ 2 cái và 3 cái miễn phí giao hàng. Cứ một đèn là em là tặng kèm theo 4 quả pin. Quá là tiện đúng không nào? Nhanh tay để lại số điện thoại luôn tại line để giúp em nhá. Bên em còn đúng có 30 cặp cho bác nào nhanh tay để lại số điện thoại là có đơn, không để lại luôn là hết mất đây ạ.